Cơ sở đồ gỗ Phúc Bùi Tuấn xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Bây giờ là 6 giờ chiều tối thứ hai ngày mùng 10 tháng 8 năm 2020. Thì trước mắt quý vị đang theo dõi trên màn hình này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu gửi tới toàn thể quý vị một bộ trường kỷ cũ tái lối cổ, chất liệu bằng gỗ Vụ Tà Quảng Bình. Bộ này là bộ phiên bản đặc biệt. Bộ cái này thì đã được cửa hàng của chúng tôi là hoàn thiện kỹ giấy giáp, xi sáp, đánh trơ vân gỗ theo đúng đánh cổ truyền. Thì quý vị nào mà thực sự có nhu cầu muốn sở hữu một trong những bộ trường kỷ bản đặc biệt chất liệu bằng gỗ Vụ Tà Quảng Bình 100% như này thì có thể liên hệ trực tiếp cho cơ sở của chúng tôi. Thông số điện thoại là 0985 230 888. Và tôi xin cam kết là bộ này của chúng tôi là gỗ Vụ Tà, chất liệu bằng gỗ Vụ Tà Quảng Bình 100% và là dòng gỗ đắt tiền nhất trên thị trường. Đó thì kích thước của bộ cái này là chiều dài phổ bì là 2m và nhân chiều sâu trong lòng sử dụng là 48 phân. Còn chiều cao từ mặt đất lên mặt ghế này là 50. Còn bàn này là dài là 1m và nhân chiều ngang 50 và cao là 80. Đó, và mặt ghế này thì là mặt ghế là dày đủ đậu 2 phân và một tấm ông đôi. Hai tấm ghế là một tấm ông đôi cùng gân cùng vân. Dày đủ đậu 2 phân mà làm 3 chỉ. Đó, còn ghế này là được đục tích lại lên là tích là tứ quý 4 mùa xuân hạ thu đông, tùng cúc trúc mai. Và dưới là đục triện cài các cuốn thư và các cành mai. Đó, rất đẹp luôn. Và tôi đính chính là bộ này là bộ phiên bản đặc biệt luôn, 100% là gỗ Vụ Tà Quảng Bình. Đó, và tôi xin quay cái đoạn này, cái ghế ở bên này trước. Bộ này chúng tôi vừa mới cho anh em thợ hoàn thiện xong thì chúng tôi cho lên luôn cho quý vị cùng xem. Đây là tất cả cái mặt. Đó, gỗ gụ vân cực đẹp luôn, không khác gì gỗ chắc. Xin thưa quý vị, nó quá đẹp luôn. Và hàng không nứt nẻ mối mọt cong vênh gì cả. Đó, đảm bảo luôn cho quý vị. Và tôi xin đính chính là cửa hàng chúng tôi không bán hàng chợ, không bán hàng thị trường. Đó, chỉ bán hàng đẹp thôi, hàng VIP. Nhiều quý vị hỏi và là tại sao mà cửa hàng toàn bán hàng VIP thì chúng tôi sưu tầm toàn hàng đẹp thôi. Đây, vân đây, quá đỉnh cao luôn. Đó, các cái thằn gỗ Vụ Tà thì không thể lớn được. 100% là gỗ Vụ Tà Quảng Bình nha thưa quý vị. Tôi cam kết với anh em mọi miền Tổ quốc, cả anh em thợ lẫn người dân tiêu dùng. Và đây, đi lên cuốn đây. Cuốn tay là cuốn chấp làm theo lối cổ. Và đầu cuốn này được đục là tứ quý 4 mùa xuân hạ thu đông. Và đây trên này là cuốn đây. Đó, quý vị, xin thưa quý vị là hàng đây. Vân quá đẹp luôn. Tôi quay nó bóng. Vân già đinh. Đó, già đắng luôn. Quý vị có thể thấy là tôi quay ngoài sáng như này, không thấy một vết nỗi luôn. Hàng gần như là nành đẹp đến 99% luôn, xin thưa quý vị. Và đây là cuốn liền nhá thưa quý vị. Cuốn liền, liền với chỉ này. Và làm mộng khớp như này. Đó, rất đẹp, toàn hàng xỉ. Và chúng ta sẽ đi sang cái vách này. Vách này là được đục cảnh là mai đào. Mai đào đây, quý vị thấy là được đục thủ công của những nghệ nhân có tay nghề thực thụ, đẳng cấp nhất để đục ra, chế tác ra bộ cái này. Đây là một cây mai cằn cỗi, và những cái cây mai đào đây có những quả đào ra từ cái lá đào xoăn như ở ngoài thật chúng ta nhìn luôn. Và trên cây, một trên cái cành mai này thì nó có một đôi chim. Đó, một đôi chim đây, đục con giống thần thái cực kỳ luôn. Đó, quý vị xem từ các cái mắt bé tí ti luôn. Đây, ngón tay tôi để vào cho quý vị cảm nhận là cái mỏ bé như này mà để tỉa tách ra cái lông lá và những bông hoa mai, các cây cành cằn cỗi. Đó, và những cái áng mây đây, rất đẹp. Còn chất gỗ khỏi bàn rồi thưa quý vị. Đó, chất gỗ già đắng, già mà lại đanh, đanh mà lại lành. Đó, lành tuyệt đối. Vào đây, bước bên này đã cũng thế, quá lành luôn. Và đây là ở giữa là bốn bên như này là đục tùng cúc trúc mai, và ở giữa này là cảnh hồng. Đó, hồng chí, những con chim chim này và những cái cây hoa hồng. Đó, đục rất đẹp thưa quý vị. Và gỗ thì không thể bàn rồi, chất gỗ Vụ Tà Quảng Bình, nó là gỗ này thì nó là thương hiệu rồi. Xin thưa quý vị, càng dùng càng đẹp, càng lấy màu càng đẹp. Và đây là cây phật thủ đấy, có những con chim ở trên đây. Cây phật thủ ra những quả phật thủ với những cái lá gốc cây ra treo ra rất đẹp. Đó, các cái cành ra cằn cỗi, những bông hoa cực kỳ đỉnh cao luôn thưa quý vị, quá đẹp luôn. Và chúng ta sẽ đi xuống dạ đè được đục chạy triện, được đục chạy triện này, chạy triện và những cái cây cây nho. Đó, và đây đục các cái cuốn thư, và ở giữa đây là các cái cây mai, những chú chim đục những con giống. Đó, bên này cũng đối bên kia y như vậy, mà hàng lành đẹp tuyệt đối luôn. Và chúng ta sẽ sang bên đốc. Đốc bên này đục cũng như vậy,
và đi một chút ở bên bên hậu, đẹp từ hậu luôn thưa quý vị. Đó, mộng thì mộng mẹo thì đến kiểu cửa hậu này quý vị thấy là kín đét luôn. Đó, tôi quay bên này hơi ngược sáng một chút, kín quá kín luôn. Và chúng ta sẽ sang bên ghế bên này. Bên này cũng như vậy, y xì như bên kia. Đó, mặt ván bên này cũng như vậy. Bên này sẽ bị ngược sáng hơn một chút, nên nó hơi bóng. Mặt ghế đây rất dày, cực dày luôn. Đó, tôi quay như này để cho nó đỡ sấp bóng một chút. Đây đây, tôi quay lại ngược lại để cho đỡ sấp bóng, quý vị có thể nhìn rõ. Vần quá đỉnh cao luôn, không đứt này, không đứt này một tí nào. Và chúng ta sẽ đi cái tay cuốn. Đó, tay cuốn này vẫn đẹp chưa ạ? Chúng tôi hoàn thiện rất là kỹ bóng, mà chỉ có ánh si sát thôi, không có vét ly hay full CPU. Đó, xin thưa quý vị là như vậy. Và tay bên này, và chúng ta đi sang vách. Vách bên này thì cũng là đục cảnh là những cái quả lựu, cây lựu và những chú chim đây. Càng nhìn càng say, các cái led đục này càng nhìn càng say. Theo lối cổ, theo lối cổ nó đục chân lông, như thưa quý vị, đục chỉ lông một phân thôi ạ. Nó không phải đục kênh bong sâu mà nó chỉ lông, nó lông một phân thôi. Và những chú chim này, cây hồng đây. Bên này thì hơi ngược sáng, nhìn nó không rõ. Và bác khách hàng nào mà chơi am hiểu các cái đồ này thì nhìn phát là biết ngay là những bộ này thì nó quá là đẳng cấp. Và dưới này là chạy những cái chuyện ra đây, các cái dây ra rất đẹp. Và bệ bên này cũng như vậy, đi xì ra bên kia. Và chúng tôi lán lại một chút ở cái hậu bên này. Đây, đẹp từ hậu này, vân. Đó, 100% gỗ guta Quảng Bình, tôi cam kết luôn, từ cái thang luôn, từ cái thang ở dưới gậm luôn, cũng bằng guta Quảng Bình. Rất hiếm khi chúng tôi gặp được bộ như này. Và chúng ta tiếp đến là cái bàn. Mặt bàn thì cũng lành tuyệt đối. Đó, vân đẹp, lành tuyệt đối luôn. Và dưới đột đây. Đó, đột. Chúng ta có thể để ấm chè, ấm chiếc gì dưới này cũng được. Đột này là một tấm liền nhất thưa quý vị, một tấm liền. Và dưới này là làm dích dắc cái để chân. Đó, đẹp. Và dưới này là đục các cái đường nho sóc. Và tôi xin quay tổng thể một lần nữa để cho quý vị cùng tham khảo. Và quý vị thực sự có nhu cầu, hãy gọi điện trước máy cho chúng tôi, hoặc đến trực tiếp tại cơ sở của chúng tôi qua cái địa chỉ là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội, để được mục sở thị và chiêm ngưỡng cái bộ ghế này, bộ ghế bàn đặc biệt như này. Và quý vị xem video clip chúng tôi thì nhớ đừng quên là đăng ký và subscribe kênh, nhấn nút chuông thông báo để tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà chúng tôi đang hàng ngày. Và rất cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video clip của chúng tôi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.